Con này thì đẻ rất là kém các bạn. Đến đợt này bắt đầu ong mới lên này, ấm thì nó lên. Các bạn có thể thấy là bắt đầu là nó có mật hoa vải thiều vào ấy. Thì cái thứ nhất là nó sẽ có phấn hoa này. Đấy, phấn hoa và nhộng, nhộng thì bắt đầu là bít lắp rồi. Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhá. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì em lại xin chia sẻ cho các bác mới nuôi ong là cách viện đàn ong. Đấy, cách viện đàn ong từ đàn khỏe sang đàn yếu. Thì các bác có thể thấy đây là cái đàn ong mới là hai cầu này, nhưng mà đợt này nắng ấm thì ong bắt đầu đẻ rất là đẹp. Đấy, thì đàn này thì sẽ viện một cái cầu khỏe của đàn này sang cái đàn một cầu bên khu vực bên. Đấy, đối với ong năm nay thì nuôi nó cực kỳ là khó khăn rồi các bác. Đấy, các bác có thể thấy là đa số thì năm nay cái nguồn ong khai thác mật cũng là nguồn ong giống thì cực kỳ là ít, bởi vì đợt vừa rồi nó dính cái đợt lạnh ở cái đầu tháng giêng. Đấy, đầu tháng giêng thì dính cái đợt lạnh đấy thì ong nó chết nhiều. Đây là cái cách mà các bác thợ nuôi ong lâu năm đấy, chuyên nghiệp thì hay sử dụng này. Đầu tiên thì các bác chuẩn bị cho mình cái bình xịt khói này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, các bác xịt vào đây để cho ong nó tụ xuống này. Đấy, bây giờ mở ra. Đấy, vấn đề bây giờ là mở ra kiểm tra xem là cái cầu nào đẹp nhất thì các bác viện ra cái đàn ong yếu bên kia kìa. Cái đàn này thì bắt đầu là ong lên thôi, nhưng mà phải viện ngay các bác. Đấy, ở ngoài miền Bắc thì bắt đầu có mật vải thiều thì các bác có thể thấy ong lên này. Đấy, đối với cái nhộng nhiếc thì nó đã ok hết rồi, đấy, bít lắp rồi. Đấy, thì bây giờ sẽ rũ cái đàn này, rũ cái cầu ong này để chuyển sang cái đàn ong thế một cầu khu vực bên kia và chuyển cái cầu yếu đấy về khu vực đây để cho đàn ong nó dưỡng lên các bác nhé. Đấy, bây giờ các bác cùng theo dõi là cái quy trình là ong năm nay thì nó cực kỳ là kém các bác. Đấy, nhưng bên cơ sở em là vẫn có cung cấp ong khai thác mật cho các bác nhé, đảm bảo ong đẹp luôn. Đấy, cho các bác xem cầu trong này. Đấy, khi con ong nó lên thì thứ nhất là nó sẽ đòi lao cầu. Đấy, tiếp tục thêm cầu. Đấy, cách nhận biết của nó thì khá là đơn giản thôi. Đấy, thực tế các bác xem. Đấy, ong năm nay mà lao cầu vào cái thời tiết lạnh đây, bây giờ nó sẽ xây ra bên ngoài luôn các bác này. Nó xây linh tinh luôn, cầu này thì sao cũng bỏ thôi. Bên này thì đẹp. Đấy, có bình xịt khói này cực kỳ là tiện các bạn. Đấy, làm như này mà không có bình xịt khói là ong có đốt chết. Đấy, cầu này có nhộng thì là chúng ta sẽ chuyển đổi sang bên kia. Đấy, phấn về rất là nhiều các bạn này. Đấy, các bác rũ xong thì các bác có thể là thổi hết ong đi nhé. Đấy, bây giờ thì di chuyển sang cái đàn ong yếu các bác. Đến cái đàn ong yếu này thì các bác rũ cái cầu ong kém này đi nhé các bác nhé. Các bác chuyển sang cái đàn mới kìa. Không thì các bác có thể là bỏ đi nếu đàn kia mà nó không đủ khỏe. Đàn này thì đẻ rất là kém các bạn. Đến đợt này bắt đầu ong mới lên này, ấm thì nó lên. Các bác có thể thấy là bắt đầu là nó có mật hoa vải thiều vào ấy. Thì cái thứ nhất là nó sẽ có phấn hoa này. Đấy, phấn hoa và nhộng, nhộng thì bắt đầu là bít lắp rồi. Ong chúa là cũng bắt đầu là đẻ nhiều rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần cho cái cầu mà nhiều, cầu này là nhiều hơn này, nhiều hơn, và cái thứ hai nữa có phấn này, cái thứ ba nữa là trứng bắt đầu nó đã đẻ. Đấy, có cả xây xiếc hết rồi. Bây giờ chúng ta cho vào các bác nhé. Đấy, đây là có một cách của các bác thợ nuôi ong chuyên nghiệp. Đấy, sử dụng rất là nhiều để vực cái đàn ong của các bác lên. Đấy, để trong cái mùa khai thác mật này ong nó phát triển đồng đều. Đấy, thì cái sản lượng nó đem lại thì nó sẽ cao hơn. Đấy, bây giờ đàn này là chỉ để một cầu thôi. Đấy, ví dụ nó bốc lên thì tầm một tuần nữa thì các bác có thể là lao thêm một cầu nữa nhé. Đấy, một video thì cũng chia sẻ cho các bác. Các bác nào xem được cái video này thấy hay thì có thể đăng ký kênh. Các bác có những cái ý kiến hay hơn thì các bác có thể là đóng góp ý kiến cho bên cơ sở hoặc là cho anh em mới nuôi ong ở dưới cái phần video đăng tải. Bây giờ thì xin chào nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.